Giờ tính này là còn mình tao với mày à. Bây giờ dắt xe vô nhà đi. Rồi mày thấy mày chạy cho tao. Mày không cần quay đâu. Tao đặt máy quay cố định luôn, hiểu không? Còn mày chỉ việc bấm nhạc cho tao. Giờ á, lát là tao bưng bánh kem ra. Mày ở trong đó, vợ tao vừa về mở cửa cơm. Mày đứng ngoài thì mày để sang ngoài kia. Hôm nào bà vợ tao nó về, mày hỏi lớn lớn miếng. Chị Giang về á, thằng Cường nó đi đâu á, em đòi hoài không thấy, hỏi lớn lớn miếng nặng chậm tao biết, hiểu không? Là tao set up máy. Rồi ok, cứ vậy đi. Ok, xin chào các bạn. Thì mình vừa mới đi làm về á, ngày sinh nhật của bà xã mình muốn tạo đến bà xã mình một cái điều bất ngờ. Anh em mình sẽ bố trí cái máy quay. Mình sẽ núp trong nhà để mà đưa bánh kem ra tặng bà xã nhân ngày sinh nhật. Phối hợp với một số bạn bè để làm máy chính ở ngay góc kia. Với ở trên nhà mình sẽ đặt thêm một máy phụ để bí mật quay. Ok, bây giờ bắt đầu mình tiến hành đi kiếm chỗ núp để đợi bà xã mình về. Happy birthday to you. Happy birthday to you.